Chúng ta chuyển sang câu cuối cùng là câu tự luận số 2 của đề AM năm 2006. Đề bài người ta cho như sau. Trong các số tự nhiên từ 100 đến 10.000 có bao nhiêu số? Bao nhiêu số? Mà trong cách viết của chúng có đúng 3 chữ số. Đúng 3 chữ số như nhau. Vì sao? Trước hết ta tóm tắt cái đề bài này lên giấy nháp. Thế thì cái các số tự nhiên từ 100 đến 10.000. Từ 100 này. 100 đến 10.000. Bây giờ người ta hỏi là có bao nhiêu số mà trong cách viết của chúng có đúng 3 chữ số như nhau. Con chú ý nhé, có đúng 3 chữ số như nhau. Tức là có đúng 3 chữ số như nhau. Cái số, các số ấy. Số. Ta thống kê, người ta thống kê là số có đúng 3 chữ số như nhau. Đấy. Người ta số thống kê các cái số này là mà có đúng 3 chữ số như nhau. Và người ta hỏi là có bao nhiêu số như vậy? Có bao nhiêu số? Số thỏa mãn cái một này. Đúng nào? Thỏa mãn cái một. Đấy. Thế thì bài toán này nó mang tính thống kê. Tức là khi mà giải một bài toán đại loại là như thế này, khi mà người ta hỏi là có bao nhiêu số gì đó thì trước hết chúng ta có thể nghĩ nó là một cái phương, có một cái là một cái bài toán thống kê một cái gì đó, trong đó thì cũng rất có thể nó có những công thức tính, nhưng mà muốn đưa ra được công thức tính thì chúng ta cần phải khảo sát đấy, và cần phải có một phương pháp thống kê một cách khoa học. Thì sau đó chúng ta mới rút ra được cái công thức tổng quát để tính. Thế thì cái bài này thì nó cũng không chưa có một công thức tổng quát nào để tính cả, đúng không nào? Nó không phải là cái bài mà chúng ta đã hay gặp. Đấy. Cho nên ấy, là ta đi khảo sát một chút. Thế thì như thế nào là số có đúng 3 chữ số như nhau? Thế thì từ 1 đến 10.000 ấy thì nó có nhiều cái loại số. Chẳng hạn như là những cái số như là AAA đấy, thì có 3 chữ số này, đúng không nào? Nhưng mà 4 chữ số thì nó ví dụ như là AAAB đấy, thì nó có 4 chữ số. 5 chữ số thì sao? 5 chữ số thì chỉ có số 10.000 thôi đấy, ví dụ như thế này. Nhưng mà yêu cầu là phải có đúng 3 chữ số này như nhau. Thế còn cái số này phải khác. Thế thì chúng ta sẽ đi khảo sát từng loại một, vì nó có nhiều loại như thế. Chúng ta khảo sát. Đầu tiên là chúng ta xét các số từ 100 có 3 chữ số thôi thì đến cao nhất là 999. Rồi, cái thứ hai là chúng ta có thể khảo sát tiếp. Cái thứ hai là từ 1.000. 1.000, 4 chữ số nhá. Cho đến 9.999, chúng ta cứ phân ra như thế rồi tí đã tính. Và cuối cùng là trên cái số này thì là chính là số 10.000 rồi. Số 10.000 rồi. Đấy. Như vậy ta có 3 cái khoảng này, 3 cái loại này. Thì ta để ý xem là mỗi loại thì nó có bao nhiêu số, nó thỏa mãn cái điều kiện 1 này của chúng ta. Bây giờ ta xem nhé. Cái loại đầu tiên là số các số có 3 chữ số từ 100 đến 999. Thì có bao nhiêu số? Cái số của ta nó có dạng là AAA, vì nó có 3 chữ số nên có dạng là AAA. Thế thì ta xem là nó có bao nhiêu số như thế này. Thế thì cái chữ số A ấy, nó không thể bằng 0 được, đúng nào? Nó phải bằng 1. Như vậy là mỗi chữ số A này nó có thể là có cái giá trị là từ 1 này, 2 này, vân 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 cho đến 9. Đấy. Và vì vậy cho nên là sẽ tức là gì? Tức là mỗi chữ số này
có 9 cách chọn. Đấy. Như vậy ở đây chúng ta, trường hợp này chúng ta có gì? Có 9 số, đúng chưa nào? Có 9 số. Đấy. 9 số nhá, chúng ta ghi vào đây là 9 số. 9 số. Cụ thể thì ta có thể thấy ngay là 111, 222, 333 vân vân đến 999. Rồi, trường hợp thứ hai. Đây là các số có 4 chữ số. Thế thì số có 4 chữ số ấy. 4 chữ số. Thì vì có đúng 3 chữ số như nhau, như vậy là phải có 3 vị trí giống nhau, nhưng mà cái vị trí thứ tư ấy phải là khác. Thế thì vị trí thứ tư có thể là nằm đứng ở đầu, có thể đứng ở thứ hai, có thể đứng ở thứ ba, có thể đứng ở thứ tư. Thì ta thử viết xem là ta xem là mỗi một cái loại như thế thì có bao nhiêu số. Thì ta sẽ thử nhá. Ví dụ cái số đó thầy ký hiệu nó là, chẳng hạn như là chữ số khác đó đứng ở cuối đi, thì thầy có số là A, 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 B. Đấy là loại thứ nhất. Loại thứ hai là cái chữ số khác đây này, nó đứng ở hàng chục, thì ta có cái số là A, A, B, A. Cái loại thứ ba là chữ số khác đứng ở hàng trăm là A, B, A, A. Và loại cuối cùng là B, A, A, A. Đấy, 4 cái loại như thế. Trong cái loại thứ hai này thì ta phân thành 4 cái loại như thế. Bây giờ ta thử xem là mỗi một loại như thế thì nó có bao nhiêu cái số thỏa mãn cái điều kiện này. Và ta chú ý cho thầy chữ số B ấy, là nó phải khác A nhé. Chữ số B nó phải khác A. Thế thì đây là một bài toán mang tính bài, đây là một cái bài toán về cấu tạo số và mang tính thống kê. Thì chúng ta có một cái nguyên tắc, đấy là ta tính nó theo số, là theo gì nhỉ, theo số cách chọn, hay là gọi là cách chọn. Chữ số A ấy, thì nó, chúng ta có thể chọn nó từ 1 này, 2 này, không thể là 0 được bởi vì nó đứng đầu, vân 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 cho đến 9, đúng chưa nào? Nó có thể là những chữ số này. Như vậy là nó sẽ có 9 cách chọn. 9 cách chọn. Và bây giờ ta chọn chữ số B thì chữ số B thì nó lại có thể từ 0, 1 hoặc là, bởi vì nó đứng sau cho nên nó có thể là 0, 1, 2 vân 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 đến 9. Nhưng nó phải gì? Nhưng nó phải khác A. Đúng nào, nó phải khác cái chữ số đã chọn ở ban đầu này. Đấy. Ví dụ như là ta chọn số A bằng 2 chẳng hạn, thì ta có số 222. Đấy, thì số B này có thể là 0 thành 2220, 2221, nhưng mà không thể bằng 2222 được. Đấy, vân vân. Thế từ 0 đến 9 thì có 10 chữ số mà khác một chữ số A. Thế thì chữ số B nó sẽ có 8 cách chọn. Đấy, 8 cách chọn. Ta cách chọn nhé. Vậy thì chữ số A có 9 cách chọn, và mỗi cách chọn chữ số A thì chữ số B có 9 cách chọn, à có 8 cách chọn. À thầy xin lỗi. Chữ số có 10 chữ số này. Từ 0 đến 9 là có 10 chữ số, bớt đi 1 chữ số là 9 cách chọn chứ không phải 8. Có 10 chữ số mà bớt đi một số không trùng với A thì ta còn 9 cách chọn. Như vậy là chúng ta sẽ cần, chúng ta viết được là 9 nhân với 9 bằng 81 số. Đúng không con? Đấy. Như vậy cái loại này là 81 số này. Bây giờ ta xem cái loại này thì sao? Cái loại này nó cũng tương tự như vậy, bởi vì chữ số A này cũng là có 9 cách chọn như trên, đúng nào? Chữ số B này cũng từ 0 đến 9 và khác A. Như vậy là nó 9 cách chọn, cho nên nó cũng có 81 cách chọn. Đấy. 81 số. A, cái này cũng thế, bởi vì A cũng thế, B cũng thế, đúng nào? Cho nên chúng ta vẫn có 81 số. B, A, A, A. Thì chữ số B
vẫn có 9 cách chọn. Và chữ số A, ở đây ta lại chọn chữ số B trước, bởi vì B là đứng đầu. Đấy. Thế chữ số A thì sao? Thì vẫn có chữ số A, mặc dù là giống nhau nhưng mà vẫn có 9, vẫn có 10, tức là 10 cách chọn nhưng phải khác với chữ số B đã chọn. Vì vậy chỗ này ấy, chúng ta cũng có 9 cách chọn chữ số A, và vì vậy nên tổng cộng chúng ta vẫn có 81 số viết được. Đấy. Thế tóm lại là bốn cái loại này, mỗi loại đều có 81 số, đúng nào? Cho nên ở tổng cộng là trong cả các cái số có 4 chữ số thì chúng ta thu được là 81 nhân với 4 bằng 324 số. Đấy, thì đây là cái loại thứ hai. Thế còn cái số cuối cùng này, mặc dù nó có rất là nhiều chữ số không giống nhau nhưng mà nó không phải là nó không thỏa mãn, bởi vì người ta yêu cầu là đúng 3 chữ số cơ, mà đây là có 4 chữ số giống nhau, cho nên là gì? Nó không thỏa mãn. Đấy. Thế tóm lại là tổng cộng ta xem có bao nhiêu số như vậy. Ở loại thứ nhất có 9 số, ở loại thứ hai có 324 số. Như vậy là chúng ta sẽ có tất cả là 324 cộng với 9, ta tính ra được là bằng 333 số. Đấy, và đây là kết quả này này. Đấy, người ta hỏi là có bao nhiêu số thì có 333 số. Thế thì để trình bày lời giải, chúng ta sẽ đi phân tích thành các cái bước. Đấy. Thế thì để có được con số này thì ta cần phải có cái này và cái này. Như vậy ta phải thống kê, đúng không nào? Đưa ra cái 9 đầu tiên đi. Thì ta sẽ thống kê là trường hợp 1. Đấy. Trường hợp 1 là xét các số từ 100 đến 999. Đấy. Và chúng ta sẽ dẫn ra là cái số này. Đấy. Dẫn số này thì có 9 số. Cái này không cần đâu. Chúng ta có thể là tức là bởi vì cái này nó phức tạp, cho nên là chúng ta chỉ cần liệt kê ra là gì? Có 9 số cụ thể là gì? Là 111, 222, vân 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 vân. Đấy, thì nó đơn giản hơn nhé. Không cần phải xét nữa. Bây giờ cái trường hợp thứ hai. Đấy, đây là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai thì chúng ta sẽ phải đi qua cái bước này để xét trường hợp thứ hai. Đây là bước thứ hai. Nhưng mà cái bước thứ hai lớn này này, nó bao gồm những cái bước gì? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải nêu ra, đây là bước thứ hai này. Thì nêu ra bốn cái dạng này, đúng nào? Đầu tiên chúng ta nêu ra bốn dạng. Đấy, thì đây là bước A của bước 2 đi. Bốn dạng này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ phải lập luận để đưa ra được là mỗi loại có 81 số. Đây là bước B của cái bước này. 9 x 9 bằng 81. Và phải lập luận nữa nhé. Lập luận từ đây này. Đấy, đến đây này. Lập luận cả cái này này. Rồi cuối cùng là ở cái bước này thầy xem nào. Ở bước này nó có 3 cái loại đầu tiên đấy. Thực ra thì cái quá trình xét cả 4 cái này này, nó như nhau, đúng chưa nào? Nhưng mà bây giờ ta sẽ nói thế nào là chữ số A, chữ số hàng nghìn thì không được. Bây giờ chúng ta chỉ gọi nó là A thôi. Tức là chữ số A có 9 cách chọn và chữ số B có 9 cách chọn. Đấy. Thế thì cái số này, đấy, đến đây thì ta nên thay cái số này này bằng cái số có dạng là A, B, B, B. Đấy. Ta thay cái này để làm gì? Để khi mà chúng ta nêu bốn cái loại này này, cái số này nó vẫn là cái dạng này thôi, ta chỉ thấy là nó chỉ thay A và B khác nhau một tí thôi. Đấy. Thì nó vẫn là dạng như thế. Nhưng có bốn cái dạng này và ta đi xét là chữ số A có 9 cách chọn, chữ số B có 9 cách chọn, thì cái lập luận đó nó cũng ứng dụng được luôn với cả bốn cái loại này. Đúng không nào? Đến cái đây cũng là A là 1 là 9 cách chọn và B là 9 cách chọn. Đấy. Đấy là bước thứ 2 B. Bước thứ 3, bước tiếp theo là chúng ta tính cái con số này. Đúng không nào? Thì đây là bước 2 C. Vậy tổng cộng có tất cả là 324 số nằm trong cái dạng này.
Và cuối cùng là chúng ta cộng lại, đây là bước thứ ba lớn. Đấy, để đưa ra kết quả. Đấy, như vậy nếu mà phân thành ba cái bước này, trong đó bước 2, à thầy xin lỗi, còn một trường hợp nữa chúng ta phải cần phải nêu đến. Đây là 3. Ta xét cái số này là không thỏa mãn, và bước 4 cuối cùng là ta đi cộng lại. Thế ta sẽ đi lập luận cái bài này. Đầu tiên, lời giải. Bước 1 là chúng ta xét các số có 3 chữ số. Thì chúng ta chỉ cần đánh một cái dấu sao thôi. Là từ 100 đến 999. Từ 100 đến 999 có 9 số thỏa mãn. Số thỏa mãn hay là số viết được nhỉ? Có 9 số thỏa mãn. Thỏa mãn đi. Và mở ngoặc ra là 111 này, 222 này, chấm 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 này. Đấy. Thế là người ta hiểu từ 111, 222 rồi 99. Đấy là câu bước thứ nhất. Bước này không cần phải lập luận gì nó nhiều. Đấy. Thì ta phải phân thành 4 dạng. Từ 1.000 đến 9.999 có 4 dạng. Có 4 dạng thỏa mãn. Có 4 dạng thỏa mãn. Thỏa mãn. Đó là gì? Đó là ta viết vào A B này, chấm phẩy này, A B A này, chấm phẩy này, A B A này, và cuối cùng là A B B. Đấy, 1 2 3 4 dạng. Bây giờ ta đi xét nào. Chúng ta xét một lần thôi, lập luận một lần thôi. Thì chúng ta phải nói là trong mỗi dạng, đúng nào? Trong đó mỗi dạng, trong mỗi dạng, trong mỗi dạng, mỗi dạng. Hai chấm. Thứ nhất là chữ số A có 9 cách chọn. Chữ số A có 9 cách chọn. Ta mở ngoặc ra. Đó là cách chọn nào? Từ 1, 2, 3, vân vân đến 9. Hoặc là từ 1 đến 9 cũng được. Đấy. Rồi, chữ số B, nhưng mà ta phải lập luận thêm là mỗi cách chọn chữ số A, mỗi cách chọn chữ số A thì chữ số B cũng có 9 cách chọn. Chữ số B cũng có 9 cách chọn. Ta mở ngoặc ra là gì? 0 này, 1 này, 2 này, chấm 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 đến 9, nhưng khác A. Nhưng hay là trừ A nào. Nhưng khác A, được rồi. Khác A. Đấy, vậy là chặt chẽ rồi. Thế từ đó đấy, như vậy mỗi dạng sẽ có, mỗi dạng sẽ có, nên mỗi dạng sẽ có, mỗi dạng dạ, có bao nhiêu nhỉ? 9 nhân 9 bằng 81 số thỏa mãn. Rồi, cái phép tính này có nên cần không? Không cần đâu, thì ta gộp lại thôi. Tức là cái phép tính này thì không cần, đúng nào? Bởi vì đằng nào chúng ta cũng gộp phép tính lại. Đấy, chúng ta gộp luôn. Vậy chúng ta kết luận luôn nhá. Ta gộp là cái 81 nhân 4 rồi, ta cộng thêm với 9 nữa thì chúng ta được con số này luôn. Vậy à, thầy xin lỗi. Từ 10.000, số 10.000 là số không thỏa mãn.
Bước 3, mượn số 10.000. 10.000 không thỏa mãn. Đấy. Vậy người ta hỏi là có bao nhiêu số, thì ta trả lời là gì? Số thỏa mãn là, vậy tổng số thỏa mãn là chúng ta gộp hai phép tính là 81 nhân với 4 rồi cộng thêm với 9 nữa. Bởi vì ở đây chúng ta có 4 dạng này. Đấy. Cho nên là chúng ta cũng không cần phải tính riêng cái tổng này làm gì. Thì bằng 333 số. Và đáp số của ta là 333 số. Đấy. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành việc chữa toàn bộ 12 cái câu của đề thi An năm 2006. Cái đề này thì theo đánh giá của thầy nó dễ hơn so với cái đề của năm 2005 mà các con làm hôm trước. Đấy. Và nó cũng ở mức gọi là không khó lắm so với những cái năm gần đây. Thế tiếp theo thì các con hãy làm một cách tập trung, nghiêm túc cái đề của năm 2007. Và sau đó thì chúng ta sẽ gặp nhau lại gặp ở cái buổi chữa đề năm 2007. Chào các con.